xịn quá, mình phải làm luôn mới được. Mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ, gồm đất nặn tự khô và hai lọ sơn màu đen. Lấy đất nặn tự khô trộn lẫn với nhau. Wow, bóp rất sướng tay, giúp mình giảm stress. Đặc biệt là đất nặn tự khô này chơi sẽ không bị bẩn tay đâu. Tha hồ nặn những gì mà mình thích. Diệt mỏng nó ra thì nó sắp to bằng mặt mình rồi đấy. Giờ thì vo tròn nó lại như thế này là được. Rồi sẽ quét sơn lên nó. Nên để một tờ giấy trắng ở dưới để khi quét sơn lên thì nó không bị bẩn. Quét mỏi tay quá, mình mới nghĩ ra là mình sẽ đổ như thế này sẽ nhanh hơn đấy. Đến khi nào nó đen thui cả quả như thế này là được rồi. Sơn không dính tay như thế này là được rồi nha. Au, nó kêu rắc, nghe rất là đã tai. Vậy là mình đã thành công rồi. Bom đang làm gì thế kia nhỉ? Này, sao lại ném cái chai như vậy? Đưa đây cho chị để chị mang về làm đồ chơi. Thấy các bạn bảo cái chai này có thể làm được pháo giấy thì hôm nay mình cũng thử nha. Đầu tiên thì chúng mình bỏ logo và cắt phần đầu chai. Khúc này chúng mình bắt buộc là phải có một cái bóng bay. Thắt chặt đầu lại rồi dùng cái kéo cắt nửa quả bóng bay. Cái kéo này cùn quá, phải thay ngay cái kéo khác mới được. Rồi xong rồi thì lấy ngay cái cuộn băng dính quấn cố định cái đầu chai với quả bóng bay lại với nhau thì khi chơi nó mới không bị tuột. Mình nghĩ cách làm pháo giấy với cái chai này thì rất là dễ, vì hầu như cái vỏ chai này thì nhà ai cũng có đúng không? Và đừng như em Bom nhá, nếu mà không dùng đến vỏ chai thì chúng mình hãy vứt vào thùng rác để bảo vệ môi trường. Giờ thì mình sẽ cắt thật là nhiều giấy rồi bỏ hết vào chai. Nào giờ thì cùng mình thử nghiệm xem nó có thành công không nha. Wow, lần đầu làm pháo giấy thành công hơn mong đợi. Yeah. Hôm nay đi ăn hàng nha. Ở nhà hàng này có rất nhiều món ngon. Mình sẽ ăn thử món tôm chiên xù này trước. Wow, món tôm này rất là ngon, giòn lại còn béo ngậy nữa. Mình ăn vèo cái là hết con tôm to rồi. Giờ thì mình sẽ ăn rau. Đúng là nhà hàng 5 sao có khác, rau thì tươi, mát, có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe. Ở nhà, các bạn hãy tập cho mình thói quen ăn thật nhiều rau xanh giống như mình nha. Cuối cùng thì là món bánh mì. Thơm phức nóng hổi vừa ra lò. Ăn vài miếng là hết luôn cái bánh mì. Mà khúc này mình ăn vội quá. Tí nữa thì nghẹn. Phải order ngay một chai coca uống cho nó trôi. Tỉnh cả người mà no căng cái bụng luôn. Thôi chết rồi, mình quên mất đem theo tiền. Còn vài đồng bạc lẻ, làm sao mà đủ trả đây. Có khi là phải ở lại rửa bát rồi. Wow, đỉnh thế. Phải thử làm luôn mới được. Mình sẽ sử dụng đất nặn tự khô để trộn màu với nhau. Để thêm phần kịch tính thì mình sẽ bịt mắt và chọn màu. Vậy là mình đã chọn được ra 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 màu. Nhóm đầu tiên mình sẽ trộn màu cam với màu nâu và màu vàng. Không biết là cuối cùng nó sẽ ra màu gì đây nhở. Wow, nó ra màu cam đất này. Nhóm thứ hai là màu hồng, màu xanh và màu xám. Kìa, mình không nghĩ là nó sẽ ra được màu xám nhạt đâu nhá. Và đây chính là màu cuối cùng. Nào, chúng ta cùng nặn nào. Wow, ra màu tím nhạt rồi này. Yeah, vậy là cuối cùng bảng màu của chúng ta lại có thêm 3 màu mới nữa rồi. Không có gì để chơi nhỉ. Hả? Cái gì thế này? Wow, thì ra là một hộp kẹo với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau. Kẹo này ăn yes, rất là ngon. Mình sẽ để phần cho cả em Bom nữa. Mà hộp kẹo thì không có nắp, nếu chảy hết kẹo thì sao? Có cách rồi. Mình sẽ dùng kéo cắt những hình chữ nhật, sau đó sẽ vẽ một hình Doraemon thật là đáng yêu. Vẽ xong thì nhớ là trang trí cho Doraemon luôn nha. Đến đây thì sẽ có nhiều bạn thắc mắc là không biết mình đang làm gì. Nói nhỏ cho các bạn biết là mình đang làm túi để đựng kẹo. Lần này mình sẽ làm túi Doraemon, Pikachu và gấu râu. Dùng băng dính hai mặt để cố định các đầu giấy lại với nhau và dồn kẹo lại như trong video mình đã làm. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong những túi kẹo rất là đáng yêu. Phải khoe em Bom luôn mới được. Túi này thì rất là tiện. Mỗi lần ăn thì mình sẽ xé một gói. Hai túi còn lại để dành mà không sợ bị chảy kẹo. Yeah, em Bom thích lắm. Cho em Bom luôn hai gói còn lại này. Ta-da! Hãy cùng mình đoán xem trong mấy quả trứng này là những nhân vật hoạt hình nào nhá. Quả trứng đầu tiên bên trong sẽ là Pikachu hay là Minion đây. Con gì mà có tai lại có đuôi tia sét thế này nhở.
Pikachu. Tiếp theo, quả trứng màu xanh này là Doraemon hay là Doremi đây? Là Doraemon. Còn bên trong quả trứng này sẽ là Tom hay là Koromi đây nhỉ? Có bạn nào đoán được chưa? Mình thì đoán được rồi đấy, chính là Koromi. Tiếp theo là quả trứng hồng hồng xinh xinh này sẽ là Hello Kitty hay là gấu râu đây nhỉ? Các bạn đoán nhanh nào. Mình hồi hộp quá. À, Hello Kitty. Quả trứng màu cam này sẽ là Tom hay là Jerry đây? Khó thật đấy. Thôi mình đoán đại là Jerry. Đúng rồi này. Quả trứng cuối cùng sẽ là Hooky hay là Mommy Long Legs đây? Có bạn nào đoán được chưa nhỉ? Ôi, mình nhìn thấy xanh xanh kìa. Là con gì đây? Hooky. Bạn nào đã trả lời đúng hết thì giơ tay nào. Ở nhà thì các bạn có phụ mẹ nấu cơm không nhỉ? Mà rau có sâu thì có ăn được nữa không các bạn? Ủa? Mà cái gì thế này? Con gì nó đang nhìn mình vậy? Để mình xem nào. Nó có sừng các bạn ơi. Liệu nó có cắn mình không nhỉ? Thì ra nó là một con sâu. Không biết là nó bò vào đây từ lúc nào nữa. Người thì rất là nhiều chân, còn khúc khuỷu nữa. Nó lại còn đang nhe răng cười với mình nữa này. Con sâu này chắc ăn nhiều lắm đây. Thì người mới béo trục béo tròn như vậy chứ. Kể ra thì nhìn nó cũng yêu ghê đấy chứ. Nó cũng không làm hại gì đến mình cả. Thôi thì để mình thả nó đi nhá. Ra đây mà tha hồ ngắm hoa. Bye bye. Mà sao có sâu thì có ăn được nữa không nhở? Wow, cho bắn pháo giấy này vui quá các bạn ơi. Mình phải múc thử về làm luôn mới được. Ở đây mình có 5 súng bắn pháo giấy. Đầu tiên là màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu hồng và thêm một màu đỏ nữa. Đây có rất nhiều màu mình thích, nhưng mình sẽ chọn màu đỏ để thử trước nha. Trên bề mặt súng mình thấy có một chữ bom. Chắc là súng này sẽ nổ to lắm đây. Đằng sau còn có hướng dẫn sử dụng súng nữa. Bước 1, chúng mình hãy tìm vị trí của túi khí. Bước 2, vừa bóp túi khí và vừa lắc súng cho đến khi súng căng khí thì thôi. Sao súng của mình lắc mãi mà không căng lên? Hay là mình đã làm không đúng bước nào nhở? Chẳng lẽ lại chịu thua sao? Bạn nào đã dùng qua súng này rồi, hãy chỉ mình cách với. Ngồi cắt móng chân vui vui. Đau quá, cắt phải thịt rồi. Hả? Mà cái gì ngoài vườn thế kia? Đây là con gì thế này? Nhìn giống như là một con muỗi ấy. Nhưng làm gì có con muỗi nào màu lạ như thế nhở? Liệu có phải mình hoa mắt không nhỉ? Thôi đúng rồi, nó đúng là một con muỗi. Hình như nó vừa mới ăn no xong thì phải. Để mình bắt cái con muỗi này xem. Nó đốt mình chảy cả máu tay. Đúng là không phải muỗi thường có khác. Tự nhiên mình nghe thấy tiếng la hét ở đâu? Ở đâu nhỉ? Đây rồi. Thì ra là tiếng hét của bạn Doraemon. Cậu ấy đang bị hai con muỗi rất là hung dữ tấn công. Nguy hiểm quá, mình phải giải cứu Doraemon thôi. Tránh ra. Doraemon, chạy thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi đàn muỗi hung dữ. Mà sao vườn nhà mình dạo này lại lắm con muỗi kỳ lạ như thế nhỉ? Làm mình và Doraemon được một phen hú hồn. Thật may vì cuối cùng mình đã giải cứu được Doraemon. Yes. Hãy cùng mình đoán xem mấy quả trứng này sẽ nở ra con gì nhá. Đầu tiên, quả trứng màu vàng này sẽ nở ra con gì đây? Gà hay con vịt? Là... con gà. Tiếp theo, quả trứng này sẽ là con khủng long hay là con rắn? Con gì đây? Là... một con khủng long. Quả trứng này sẽ là con chó hay là con mèo? Con gì màu vàng đây? Wow. Hình như là một con mèo. Đúng rồi. Quả trứng vàng vàng xanh xanh này sẽ là con gì đây? Con sâu hay là con bướm? Con gì nhiều chân thế này nhở? Khó thật đấy. Là một con sâu. Quả trứng này sẽ nở ra con ong hay là con muỗi đây nhở? Hóa ra là một con ong. Quả trứng cuối cùng là con rắn hay là con hươu cao cổ? Yeah, là một con rắn. Bạn nào đã đoán đúng hết thì giơ tay nào.